từ xa xưa. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách chính là gốc rễ để lan tỏa tình yêu thương, sự đùm bọc giúp nhau vượt qua khó khăn. Trong đạo Phật, từ bi yêu thương đã giúp con người hướng thiện, sống tốt đẹp và nhân văn. Trải qua hàng ngàn năm, tinh thần ấy vẫn được các thế hệ người dân Việt Nam đắp bồi và phát huy. Mà tiêu biểu trên vùng đất thép là doanh nhân Nguyễn Huy Quý. Dù là một tổng giám đốc của doanh nghiệp khoáng sản lớn tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng với trái tim nhân hậu, luôn hướng thiện, trong nhiều năm qua, ông không chỉ tích cực hoạt động thiện nguyện giúp dân, đồng hành cùng đất nước, mà còn dốc lòng khiến thiết chùa Cành xây dựng các công trình văn hóa tâm linh. Và tinh thần luôn cống hiến phụng sự vì lợi ích cho cộng đồng, cho dân tộc của doanh nhân Nguyễn Huy Quý, đẹp thanh khiết như đóa hoa thơm ngát, đã và đang tô thắm cho mảnh đất Thái Nguyên hôm nay thật nhiều hương sắc. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thái Nguyên, trong suốt những năm gắn bó với ngành tài chính, ông Nguyễn Huy Quý luôn mong muốn được cống hiến tâm sức của mình vào sự phát triển của quê hương đất nước. Chăn trở là thế, nhưng phải đến những đầu năm thế kỷ 21, ông mới mạnh dạn dứt bỏ nhiều rào cản để thực hiện tâm nguyện của mình. Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi nhiều sẽ thành đường thôi. Có lẽ câu này đúng với người doanh nhân thầm lặng Nguyễn Huy Quý. Những ngày đầu thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long, tiếp nhận khu mỏ Bản Ná là không biết bao nhiêu lần, ông băng đèo vượt suối, ngấm những trận mưa rừng để khảo sát, tìm cách quy hoạch, xây dựng công ty. Khắp vùng đất thần xa, không nơi nào không in dấu chân ông. Và chỉ khi đặt chân tại nơi đây, ông chứng kiến sự khó khăn thiếu thốn của người dân nơi đây, lại càng thôi thúc ông quyết tâm nhiều hơn để hồi sinh vùng đất này. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, trải qua bao khó khăn thách thức, với ý chí kiên cường bền bỉ cùng sự nỗ lực phi thường của người thuyền trưởng chèo lái con thuyền khoáng sản Thăng Long, đã không chỉ đảm bảo đời sống cho hơn 300 cán bộ công nhân người lao động, mà còn xây dựng cho công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong 50 doanh nghiệp lớn mạnh nhất tại vùng đất thép và mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất, ông Nguyễn Huy Quý còn có duyên lành trong việc xây dựng các công trình tâm linh. Theo đó, vào năm 2016, trong quá trình gắn bó mảnh đất thần xa, ông Quý được biết từ xa xưa, trên địa bàn xóm Xuyên Sơn có một ngôi chùa rất linh thiêng. Trải qua thăng trầm của thời gian, ngôi chùa đã bị xuống cấp. Vốn là người có tấm lòng thiện lương, một lòng hướng Phật, ông Quý đã quyết định tu sửa và nâng cấp cụm đền. Chùa Bản Ná trở thành quần thể kiến trúc tâm linh, phục vụ đời sống tâm linh tín ngưỡng của nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa cho doanh nghiệp. Sau một năm xây dựng, cụm di tích đình đền chùa đã được hoàn thành. Lễ hội truyền thống xóm Xuyên Sơn cũng được khôi phục, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân nơi đây. Năm 2020, sau khi bàn giao lại mỏ Bản Ná cho chính quyền địa phương, từ nền móng của công trường khai thác khoáng sản cũ, ông Quý đã tiếp tục nâng cấp và xây dựng các công trình tâm linh như Đài Quan Âm, Hồ Quan Âm, mảnh đất thần xa này đã thay ra đổi thịt. Sự hiện hữu của các công trình tâm linh trên mảnh đất này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cho người dân địa phương, mà còn biến vùng mỏ khi xưa trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh lý tưởng cho các Phật tử thập phương khi đến tham quan và chiêm viếng vùng đất này. Và cũng từ đây, ông gieo duyên mình với Phật Pháp, một lòng hướng thiện, để phát nguyện và thực hiện sứ mệnh của cuộc đời mình. Đó là cống hiến thật nhiều cho xã hội và gieo thật nhiều hạt giống thiện nguyện lên mảnh đất quê hương. Đức Phật từng dạy rằng, xây chùa, đắp tượng, đúc chuông, trong ba việc đó thập phương nên làm.
thấm nhuần tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật. Trong suốt những năm qua, doanh nhân Nguyễn Huy Quý một lòng hướng thiện, gieo duyên Bồ Tát, tiếp tục nhân lên những nghĩa cử của mình để công tạo, kiến thiết nhiều chùa cảnh và nhiều công trình tâm linh cho người dân trên mảnh đất Thái Nguyên. Có thể kể ra đây, các công trình do Nguyễn Huy Quý là người khởi duyên và tạo dựng trong thời gian qua như ngôi chùa Linh Sơn, huyện Phú Lương, nhà truyền thống tỉnh ủy Thái Nguyên hay di tích lịch sử quốc gia, khu lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 cùng nhiều công trình khác. Trong đó, khu lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 là công trình tưởng niệm có quy mô lớn của tỉnh. Việc xây dựng khu lưu niệm mang ý nghĩa rất to lớn với người dân Thái Nguyên hôm nay, bởi nơi đây là nơi ghi nhớ công lao của 60 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, đồng thời phát huy giá trị di tích lịch sử địa điểm thanh niên xung phong đại đội 915 tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với quy mô gần 5 hectare, cùng vốn đầu tư trên 46 tỷ đồng, trong đó riêng công ty khai thác khoáng sản Thăng Long đóng góp 10 tỷ đồng và khởi công xây dựng năm 2018. Sau 11 tháng, công trình được hoàn thành. Hiện nay, khu di tích cũng là điểm tham quan lịch sử tâm linh của tỉnh và thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích xứng đáng với tầm vóc và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ thanh niên xung phong tỉnh nhà. Ngôi chùa Ninh Sơn Đại Phúc tự này được xây dựng lên trên cái nền của ngôi chùa cũ. Đấy. Ngôi chùa cũ thì trước đây bà mẹ đẻ sinh ra tôi, thân sẽ phụ sinh ra tôi sẽ trông nom ngôi chùa này 70 năm. Đấy. Thì sau khi tiêu thổ kháng chiến thì ngôi chùa là còn rất là nhỏ với cái phế tích, cho nên là cái nơi thờ cúng rất là chật hẹp, chỉ còn một gian nhỏ này. Thế thì cũng xuất phát từ thế thì bà mẹ tôi cũng rất là tâm huyết là muốn xây dựng lên một ngôi chùa nó đẹp đẽ, rộng rãi hơn. Thì đến năm 2001 ấy, thì tôi cũng có về để công đức xây làm một ngôi chùa nhưng bằng gỗ, tất nhiên là nó nhỏ và khiêm tốn. Đấy. Thế sau khi cái tâm nguyện của tôi là khi mình có những cái điều kiện thì mình cũng muốn làm một ngôi chùa thật khang trang đẹp đẽ. Thứ nhất là để cho bà con được đến sinh hoạt tâm linh. Đấy, như các cụ thường nói, xây dựng thêm một ngôi chùa thì cũng bớt đi một nhà tù để cho cái con người ta luôn luôn tâm đức nghĩ về Phật thiện. Thế xuất phát từ đấy cho nên tôi cùng gia đình là quyết tâm. Trước đây cái ngôi chùa này chỉ có 200 mét đất và tôi mua tất cả là 20 nhà xung quanh để coi như là tôi xây dựng lên. Với cái thời gian xây dựng cũng rất là vất vả, nhưng mà với cái lòng hướng Phật cũng như quyết tâm của bản thân nên là xây dựng trong 2 năm. Từ năm 2014 đến 2016 hoàn thành với cái lượng khối lượng công việc và cái công sức rất là lớn. Thế nhưng mà đổi lại là được một cái công trình tâm linh. Và cái công trình tâm linh này thì đã được rất là nhiều bà con theo Phật đều đến đây thắp hương cầu nguyện cho những điều tốt lành cho gia đình. Đặc biệt những năm Tết đến thì mọi người đến đây là lễ và coi như cầu nguyện rất là đông. Thế thì từ khi xây dựng lên ngôi chùa này thì tôi cũng thấy rằng là tôi rất là yên phấn khởi, rất là tự hào là đã xây được dựng lên một ngôi chùa mà bà mẹ sinh thân sinh cho tôi ấy, nguyện vọng. Nhưng chỉ tiếc đều là mẹ tôi là không còn nữa để được chiêm ngưỡng ngôi chùa này. Sau khi ngôi chùa lên thì bình dự nhất là năm 2018 là được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên là tổ chức lễ Phật đản ở đây rất là long trọng và coi như quy mô. Đấy. Thế và năm đó thì chùa rất là vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về trồng cây lưu niệm. Đặc biệt ngôi chùa này khi khởi công xây dựng ở nóc ấy, thì cũng được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là đồng chí Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách có tham gia lên đặt nóc ngôi chùa. Thế và từ đó đến nay thì ngôi chùa cũng luôn luôn là sinh hoạt tâm linh lành mạnh.
Đây cũng được đánh giá là một trong những ngôi chùa có vị trí đẹp, cũng như có khuôn viên, rồi có cái mến khách. Cho nên là từ ngày có ngôi chùa xây dựng lên thì địa phương cũng đánh giá rất là cao, và coi như là bà con Phật tử rất là phấn khởi, có được một cái nơi mà đến lễ và thắp hương cũng như cầu nguyện tâm linh để cho nó vơi bớt những cái khó khăn, để cho luôn luôn hướng tới những cái việc làm tốt, việc làm có nhân có phúc để cho đời. Là một cán bộ về hưu mà xuất thân từ người nông dân, cho nên tôi rất thấu hiểu những hoàn cảnh, đặc biệt các cái mảnh đời còn khó khăn. Cho nên là khi mà có những điều kiện cũng như là hàng năm Tết về đến thì đơn vị chúng tôi là một trong đơn vị đứng đầu của tỉnh quyên góp cũng như là giúp đỡ tài trợ cho các cái hộ nghèo cũng như là các cái cháu học sinh. Thường hàng năm là đơn vị luôn luôn có những cái phần quà, có những cái quỹ để giúp đỡ để cho các cháu nó vơi bớt cái nỗi khó khăn, và đặc biệt để cho xã hội ngày càng nó ấm. Chính vì đấy cũng là một cái việc làm việc thiện. Chính vì những cái lý do đấy mà chúng tôi đã quyết tâm để xây dựng lên các cái ngôi chùa. Ngôi chùa ấy là hồn thiêng dân tộc, coi như là khi mà mọi người dân đến chùa làm lễ thì đều có những cái tâm hồn trong sáng, cũng như là các cái cầu nguyện mong muốn cho cái xã hội cũng gia đình tốt đẹp lên. Trong những năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, doanh nhân Nguyễn Huy Quý càng thấu hiểu đạo lý thiện nguyện chính là đức hạnh của con tim. Khi làm thiện nguyện bằng tâm trong sáng thì cái ta cho đi chính là cái ta đang nhận về. Chính vì thế, nhiều năm qua, ông luôn coi trọng việc làm thiện nguyện là một phần của lẽ sống, là niềm vui trong cuộc đời của mình. Tại xã Thần Sa, địa bàn nơi công ty đang hoạt động, ông đã và đang thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực đối với người dân. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, trong giai đoạn 2018-2022, tỉnh Thái Nguyên tích cực triển khai chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo. Với vai trò trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Huy Quý đã tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng chương trình trong suốt 5 năm qua. Qua các năm, ông đã phối hợp với các địa phương trao nhiều suất quà với tổng trị giá lên hàng tỷ đồng thông qua các hình thức như tặng quà, hỗ trợ xóa nhà rột nát, xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu như năm 2021, ông Quý đầu tư hàng trăm tỷ đồng quy hoạch và xây dựng khu tái định cư xóm Xuyên Sơn với tổng quy mô gần 5 hectare cho 73 hộ dân nơi đây. Sau khi hoàn thiện nơi đây, đã trở thành khu dân cư hiện đại được quy hoạch bài bản với đầy đủ hạ tầng, điện, đường, trường học, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh, bên hồ nước rộng hàng chục hectare. Có thể nói, từ một bản nghèo bị cô lập giữa núi rừng, bằng chính tấm lòng thiện lương của mình, ông Quý không chỉ hồi sinh mảnh đất này mà còn giúp mảnh đất Xuyên Sơn hoàn toàn lột xác, bắt kịp với thế giới hiện đại, giúp người dân có cuộc sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Đến năm 2022, trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo, ông Nguyễn Huy Quý tiếp tục ủng hộ và xây dựng nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau 39 ngày thi công, nhà văn hóa với quy mô 600 chỗ ngồi đã được trang bị đầy đủ các trang thiết bị khang trang hiện đại, đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động hội họp, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân xóm Xuyên Sơn. Cũng trong dịp này, ông Quý cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức trao tặng 50 xe đạp và 25 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường tiểu học và trường trung học cơ sở Thần Sa, trao tặng một TV cho nhà văn hóa xóm Xuyên Sơn, trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo với tổng trị giá 490 triệu đồng và trao 310 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Thần Sa. Tôi cảm ơn công ty Thăng Long rồi giúp đỡ cho bà được Tết vui ấm hạnh phúc
giúp đỡ tiền làm nhà, còn rất cảm ơn nhiều. Tôi rất cảm ơn ban chính quyền địa phương và công ty khai thác khoáng sản Thăng Long đã giúp tôi được một cái Tết ấm no, đầm ấm ạ. Ghi nhận những nỗ lực đóng góp cống hiến đối với cộng đồng, ông Nguyễn Huy Quý đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen đã có nhiều đóng góp trong tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm thanh niên xung phong đại đội 915. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen về việc tích cực ủng hộ vật chất xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Bến Tre. Và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen vì đã có đóng góp thiết thực trong phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng ở Bến Tre và nhiều năm liền tại tỉnh Thái Nguyên, vinh danh là doanh nhân tiêu biểu của đất và người Thái Nguyên. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Có một nhạc sĩ từng viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Tấm lòng của doanh nhân Nguyễn Huy Quý cũng vậy, giống như đóa hoa vô thường nở giữa vùng đất thép, lặng lẽ dâng cho đời mật ngọt hương thơm. Đó chính là giá trị nhân văn của tình người, của lòng trắc ẩn, của sự sẻ chia và tinh thần từ bi bác ái, biết thấu hiểu và biết xoa dịu nỗi khổ, niềm đau của con người trong những lúc hoạn nạn hay khi khốn khó. Những việc làm cao cả, thiết thực đầy nghĩa tình của ông Quý không chỉ tô đẹp thêm hình ảnh người doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới, mà còn lan tỏa trong xã hội về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống đạo lý ngàn đời của dân tộc ta. Trong những năm tiếp theo của cuộc đời, cùng với tâm, tài, trí, đức và hơn hết trái tim thiện lương của mình, ông Nguyễn Huy Quý sẽ luôn dốc lòng kề vai sát cánh, đồng hành cùng quê hương để chung tay xây dựng một xã hội phồn vinh, một dân tộc ấm no hạnh phúc, một đất nước giàu đẹp phồn vinh.